Mùa thu năm nay là một sự cộng hưởng tuyệt vời của cả năm giác quan. Mỗi ngày, mình thường nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa từ cửa sổ căn phòng nhỏ, hoặc ngồi trên xe bus ngắm từng đợt lá bay, cảm nhận từng cơn gió xe lạnh đã thế chỗ cho hơi nóng mùa hè. Đôi khi hít hà mùi bánh nướng mỗi lần đi học về và nếm thật nhiều những thức quà mùa thu. Ở Pháp một thời gian, mình dần quen với việc ăn sáng bằng món ngọt. Bánh mì với mứt, kèm thêm một ly cà phê hoặc sữa nóng là ấm bụng cả ngày. Vừa rồi sau khi giúp một người bạn trông mèo trong thời gian cô ấy không có nhà, mình đã được tặng một hũ mứt hạt sẻ như món quà cảm ơn. Vậy là trong bộ sưu tập mứt ăn sáng của mình lại có thêm một thành viên mới. Chưa hết đâu, trong túi quà còn có một ít kẹo handmade. Dưới cùng của miếng kẹo là một lớp sô-cô-la, sau đó đến caramel và cuối cùng là các loại hạt. Món này mà Nhâm Nhi cùng chút trà hoa là hết nấc. Dù là mùa thu nhưng phần lớn thời gian trong tháng 10 và tháng 11 là những ngày trời âm u tối mịt. Thực ra mình vốn không thích nắng chói chang, nhưng chỉ sau khi trải qua nhiều tuần mưa lạnh mới cảm thấy trân trọng mỗi khi nắng về. Và cũng vì hiếm hoi nên nắng mùa thu lại càng thêm đẹp. Hôm ấy mình ra đường sau một đêm mưa và đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả một vùng trời bừng sáng. Mưa gội đi hết những bụi bẩn thường ngày, chỉ để lại những gì tươi mới và trong lành nhất. Dường như sau tất cả những lo toan bộn bề của năm cũ, lòng người giờ đây cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như thời tiết những ngày cuối năm vậy. Bạn sẽ thấy được rõ điều đó khi ngồi bên bờ con sông lớn chảy ngang qua thành phố. Trên bầu trời rất nhiều hải âu bay lượn, mình từng nghe kể lại rằng chúng là loài chim về phương Nam tránh rét. Dưới nước lại là những con vịt trời, chúng mạnh dạn tiến lại gần bờ để xin vài mẩu bánh mì vụn. Và rồi hãy thử nhìn xung quanh mà xem, rất nhiều người đang chậm rãi tận hưởng bữa trưa của mình, yên tâm vì cơn mưa lạnh lẽo đã qua đi và giờ chỉ còn lại nhiều ngày nắng ấm. Heartbreak is too close to home, got me searching places where my mind can roam. God, I don't know, but I've been here before. Know it too well and I don't like it at all. Cuối thu đầu đông là lúc những chiếc xe hạt sẻ xuất hiện. Mùi hạt sẻ rang trên chảo nóng lúc nào cũng thơm nức cả một góc phố. Lần đầu tiên mình thử hạt sẻ nướng là hồi mới sang Pháp. Cũng là một buổi chiều ở quảng trường Capitol rộng lớn, mình đã ngỡ ngàng khi cắn miếng đầu tiên. Ô, sao mà bùi quá. Mình thích cái cảm giác ngồi ôm túi hạt sẻ nóng trong tay, ngắm phố lên đèn. Và dù cho bạn có tự mua hạt sẻ về nướng thì cũng không bao giờ có được vị bùi bùi mặn mặn khi rang trên chảo, cũng thiếu đi không khí náo nhiệt ngoài quảng trường. Thời gian này ngày đã ngắn lắm rồi. Rất nhiều buổi chiều đi học về mình có cảm giác đang chạy đuổi theo ánh hoàng hôn.
thật kỳ lạ khi hai khoảnh khắc mình thích nhất và lo lắng nhất trong ngày lại diễn ra gần như cùng lúc. Người ta thường gọi thời điểm đó là Blue Hour, khi ngày đã qua nhưng trời còn chập choạng chưa kịp tối. Đấy là lúc trong đầu mình bừa bộn những suy nghĩ vẩn vơ về việc học hành, về cuộc sống và cả nỗi nhớ nhà. Tháng 12 không chỉ là mùa lễ hội, nó còn là mùa thi, mùa bận rộn nhất đối với tất cả mọi người. Đôi lúc chúng ta sẽ tất bận đến độ không còn thời gian để ý những gì diễn ra xung quanh, để rồi đôi khi ngẩn người nhận ra Giáng sinh và năm mới đã đến rất gần rồi. Người người háo hức trang trí nhà cửa, đặt vé về nhà, còn mình thì vẫn ở đây ngóng về gia đình nơi phương xa. Nhưng thôi, quyết định đi học xa nhà là một sự đánh đổi rất lớn, và rất nhiều bạn cũng sẽ có cảm nhận như mình phải không? Hay là mình cùng nhau gác lại những lo toan và tận hưởng những ngày cuối năm thật trọn vẹn, vì mùa đẹp nhất năm đã tới rồi mà.